Hồ Quỳnh Hương, nữ đại gia ngầm của showbiz thẳng thắn chia sẻ, khi đi ăn uống cà phê với đàn ông mình sẽ là người trả tiền. Hiện cô sở hữu khối tài sản khủng, xe sang hàng hiệu nhưng vẫn tự ti vì điều này. Vừa qua, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã tiết lộ về sự hào phóng của mình. Cô nói, lúc nào tôi cũng lo lắng cho mọi người và che chở cho người khác. Đến tận bây giờ vẫn như một thói quen, kể cả đi ăn uống cà phê với đàn ông, tôi dứt khoát là người trả tiền. Tôi cảm thấy đây là thói quen, trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Tôi không muốn để ai lo cho mình. Tiếp đó, Hồ Quỳnh Hương tâm sự mình không tự tin về sắc vóc, bản thân chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp. Cô cho rằng nếu người đàn ông của mình một ngày nào đó đi yêu người phụ nữ khác vì đẹp hơn thì cũng là điều hết sức bình thường. Nhiều năm qua, Hồ Quỳnh Hương ít hoạt động ca hát để tập trung cho kinh doanh. Hồ Quỳnh Hương được biết đến là một nữ đại gia ngầm trong showbiz khi sở hữu khối tài sản lớn, nhiều bất động sản dù không hề phô trương. Được biết, Hồ Quỳnh Hương có hai căn biệt thự với trị giá hàng chục tỷ đồng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự ở Sài Gòn là nơi Hồ Quỳnh Hương mua được bằng tiền cát xê sau nhiều năm đi hát. Căn nhà tọa lạc trên một mảnh đất rộng lớn ở Thủ Đức. Đây cũng là nơi Hồ Quỳnh Hương trở về sau những ngày làm việc mệt nhọc để tận hưởng bầu không khí trong lành ra trung tâm thành phố. Về căn nhà ở Hà Nội, nữ ca sĩ chia sẻ mình đã phải đập căn nhà tới 4 lần mới có thể xây lại nội thất bên trong vừa ý. Ngoài ra, cô còn sở hữu một chuỗi khu nghỉ dưỡng nổi tiếng cùng hệ thống nhà hàng chay. Cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương cũng chẳng kém cạnh các đại gia khi sống trong không gian sống đẹp, vây quanh là xe sang cùng hàng hiệu.